Xin chào các bạn. Đêm hôm qua bác sĩ vừa nhận được một câu hỏi cực kỳ gay cấn, là có một bạn nữ, bạn ấy hỏi rằng là mũi bạn rất là thấp và tẹt, sống mũi thì không có, nhưng mà về mặt phong thủy đó thì thầy bảo rất là tốt cho vận, cho nên nó thành ra không có được phép lau kéo, nghĩa là phẫu thuật tạo hình đó. Thì có phương pháp nào để cải thiện cái hình dạng sống mũi của bạn mà không có dao kéo không, để cho bạn nhìn hấp dẫn hơn? Bác sĩ sẽ kể lại cho bạn hai cái phương pháp mà giúp cho mình có những cái mũi mà đẹp hơn. Một đó là sẽ tạo hình bằng chất làm đầy, nghĩa là filler hoặc các hoạt chất quanh filler. Thì khi mà sử dụng các hoạt chất này đó, nó sẽ chỉ được một quãng thời gian thôi, tùy vào hãng mà thời gian có thể ngắn hay dài. Thì tất nhiên filler sẽ an toàn nếu như được làm đối với những cái người mà được biết cách sử dụng filler. Hai á, là một cái phương pháp gần đây đang gây ra rất là nhiều tranh cãi, là phương pháp tạo hình bằng chỉ. Có nghĩa là mình sử dụng những cái loại chỉ PDO, là những cái loại chỉ mà mình trong phẫu thuật nó có thể tự tiêu đó, nhưng mà cái sợi nó sẽ bự hơn để mà người ta tạo hình làm cho sống mũi của mình cao hơn, và cũng có thể làm cho cái phần trụ mũi cao hơn nữa. Tất nhiên ở bên Hàn hoặc là rất là nhiều bác sĩ tại Việt Nam thì đã sử dụng phương pháp này nhiều năm rồi các bạn ha. Thì trên đây là hai phương pháp tạo hình không xâm lấn bác sĩ có thể chỉ cho bạn để có thể cải thiện cái hình dáng mũi của mình mà không có cần phẫu thuật. Hy vọng rằng chia sẻ của bác sĩ sẽ giúp cho bạn được phần nào để cải thiện chất lượng cuộc sống.